Đường lên Bình Chuẩn quanh co hiểm trở, bốn bề là rừng, là núi. Các bản làng người Thái thấp thoáng trong một màu xanh ngút ngàn. Những cánh đồng lúa nằm lọt thỏm trong thung lũng với dạng núi dài vây quanh. Và dòng nậm tròn vắt ngang với những cọn nước nhẫn nại quay. Thuở xa xưa, nơi đây được gọi với cái tên Mường Tròn. Tròn trong tiếng Thái nghĩa là bông tai. Mường Tròn là vùng đất đẹp như bông tai của cô gái Thái. Đẹp là vậy, nhưng đây lại là một xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, với 97% dân số là người Thái. Đại úy Trần Tuấn Anh và các đồng chí của mình là những chiến sĩ công an chính quy mới được bổ nhiệm về Bình Chuẩn gần một năm nay. Ở những vị trí công tác khác nhau, nhiều chiến sĩ lại từ miền xuôi lên vùng núi, nên ban đầu cũng không tránh khỏi những khó khăn bỡ ngỡ. Ngày đầu tiên thì tôi là di chuyển bằng xe máy là từ ngoài huyện vào đấy, với quãng đường rất là xa, rất mệt. Khi vào xã nhà thì lại được chính các đồng chí trưởng văn xã cụ ra đón tiếp. Sau đó thì lại các cái cấp, các cái ban ngành lại ra chào hỏi, bắt tay đấy, hỏi han. Sau đó đồng chí trưởng văn xã cụ thì dẫn tôi đi thăm các cái địa bàn, thăm các cái cơ sở, thăm các cái thôn bản, thăm các cái đặc điểm của xã nhà. Thì đi đâu thì bà con cùng chào hỏi rất là vui mừng, bà con hô hởi, thân thiết tình cảm, mời vào uống nước, mời ở lại ăn cơm, nên tôi cảm thấy rất là gần gũi, gắn bó, để tạo cho mình cảm giác là không phải giảm bớt được cái áp lực khi là từ công tác từ miền xuôi lên vùng cao để công tác. Những cảm xúc lần đầu gặp ấy đã theo các chiến sĩ công an đến tận hôm nay. Những băn khoăn lo lắng đã dần biến mất, thay vào đó là cảm giác vô cùng thân thuộc. Trong từng bản làng, dưới những nếp nhà xinh xắn, câu chuyện của người chiến sĩ và đồng bào, những cuộc gặp gỡ từ khi nào đã trở nên quá đỗi gần gũi thân quen. Các anh xác định cùng ăn, cùng ở, cùng làm, hỏi han về cuộc sống, làm ăn, chia sẻ những khó khăn và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đồng bào. Từ khi cán bộ công an là chính quy về phục vụ cho nhân dân ở xã Bình Chuẩn, thấy mọi người dân rất mến và thấy rất đồng tình hòa nhã với mọi người dân, mà trong đó là dân khó khăn gì là cả anh em công an á nhiệt tình là đến tận nhà để giúp đỡ. Về đây công tác thì niềm vui lớn nhất của tôi là được gần gũi với bà con ở đây. Người dân ở đây rất là thân thiện, hòa nhã, hòa đồng và rất là yêu quý cán bộ như là con cháu trong gia đình của mình. Và được cái tình cảm của bà con nhân dân dành cho mình, đấy là điều hạnh phúc nhất đối với những người cán bộ chiến sĩ công an như chúng tôi về trở về địa phương. Xác định địa bàn vùng cao, đi lại khó khăn, trình độ dân trí còn thấp, nhiều người dân còn chưa biết chữ, hiểu biết pháp luật còn nhiều hạn chế. Công an xã Bình Chuẩn đã tạo điều kiện cho bà con trong việc thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh chóng, thuận lợi và chính xác hơn. Việc tuyên truyền pháp luật cũng được thực hiện đến từng thôn bản, từng hộ dân, tranh thủ những người có uy tín trong đồng bào. Những chủ trương chính sách cũng được thông tin đến người dân kịp thời hơn. Ban Công an xã Bình Chuẩn tổ chức gọi như là tuyên truyền pháp luật về chuẩn bị cho căn cước. Thì tôi đại diện cho bà con nhân dân bản trong để được nghe và được biết hình thức chuẩn bị làm căn cước cho bà con nhân dân. Thì nhìn chung bà con ai cũng đều hiểu và biết được đó là trách nhiệm của mỗi người công dân phải làm căn cước và phải khai đúng theo từng người dân. Địa bàn xã Bình Chuẩn là một địa bàn miền núi dẻo cao, người dân chủ yếu sống nhờ vào rừng
núi và chủ yếu là họ săn bắn động vật hoang dã và làm các gỗ để phục vụ cho một số nội dung của cá nhân gia đình. Trên địa bàn thì việc sử dụng súng tự chế, các loại vũ khí và liệu nổ là xảy ra thường xuyên. Họ thường xuyên sử dụng các loại súng để săn bắn các loại động vật hoang dã trên địa bàn. Đồng bào dân tộc ở đây đều rất hồn hậu. Ai sống với họ chân thành thì họ cũng yêu quý và tin tưởng vậy. Cho nên họ tin cán bộ công an, nghe lời cán bộ, từ bỏ những thói quen xấu, tránh xa các tệ nạn xã hội, chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế. Cái mặt khó khăn ở đây là nhiều trường hợp là ta tuyên truyền bằng tiếng phổ thông là họ chưa am hiểu. Đấy. Với cái mặt khó khăn thứ hai là bà con là nhiều người là chưa biết chữ. Đấy. Vận động là để mà giải đáp những cái thắc mắc khó khăn là cần phải là nói, nhiều người là phải nói bằng tiếng dân tộc Thái. Đấy, cho nên bà con mới hiểu. Chính thức về làm công an xã Bình Chuẩn chưa được một năm, Đại úy Tuấn Anh, Trung úy Là, Trung úy Quân có vẻ như đã thuộc từng mái nhà, từng cái cây trên những con đường vào bản. Sự yêu quý đồng bào cho các cán bộ công an xã cũng chính là động lực để các anh vượt lên những trở ngại, để hiểu, giúp đỡ, chia sẻ với đồng bào nhiều hơn. Xác định là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, thời gian qua, Công an xã Bình Chuẩn đã phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ, tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền, ban hành nhiều kế hoạch bảo đảm an ninh quốc phòng, tăng cường tuần tra, thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Điều đó đã tạo dựng được niềm tin và uy tín trong quần chúng nhân dân, từ đó phát động những phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, toàn dân tố giác tội phạm. Nhưng càng gắn bó, càng yêu quý đồng bào thì họ lại càng chăn trở với công tác an ninh trật tự. Bình Chuẩn được coi là khu tam giác vàng, tiếp giáp với huyện Quỳ Hợp và huyện Tương Dương là những địa bàn phức tạp về ma túy. Tội phạm ma túy đã len lỏi về đây và tồn tại rất nhức nhối thời gian qua. Kéo theo nó nhiều hệ lụy như trộm cắp, cờ bạc, bạo lực gia đình. Dưới sự giúp đỡ của nhân dân, lực lượng công an xã đã tập trung vào loại tội phạm này, nắm bắt tình hình và tổ chức các kế hoạch truy bắt tội phạm. Công an xã đã chủ động nắm tình hình và ra soát các đối tượng ma túy trên địa bàn. Qua đó thì đã triệt phá được 9 cái đối tượng buôn bán lẻ ma túy. Kèm theo đó thì là tổ chức các buổi vận động nhân dân, phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm, tuyên truyền pháp luật cho bà con hiểu về tác hại về vấn đề ma túy. Cùng với đó, công an xã đã lập các cái hồ sơ cai nghiện tại cộng đồng, rồi lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc. Từ đó các đối tượng ma túy trên địa bàn đã giảm mạnh. So với trước đây thì hiện nay là làm việc rất là tốt, mà không phải riêng là mặt về an ninh, kể cả đời sống kinh tế hàng ngày đó. Trước đây nếu đóng cửa đi làm thì sợ là cái đội ma túy nữa vô trộm cắp gà vịt, thì không phải gà vịt, kể cả tài sản trong nhà, kể cả lúa trong nhà hàng bể đi. Nhưng mà hiện bây giờ là thấy vấn đề đó là không có nữa, nhân dân rất đồng tình, phấn khởi, an tâm là đi làm ăn, kể cả ngày đêm. Sau khi được tăng cường về xã thì công an chính quy đã về vấn đề ma túy thì đã hạn chế cơ bản, đặc biệt là các cái điểm bán lẻ, các cái điểm đang có
nóng về ma túy. Đặc biệt thứ hai nữa là công an chính quy về thì hiện tượng trộm cắp vặt cũng như các hiện tượng trộm cắp trên địa bàn xã đã được giảm. Rồi vấn đề là chấp hành pháp luật cũng như là các vấn đề về bạo lực gia đình đã được giảm. Đặc biệt là công tác tuyên truyền về chấp hành chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước đã được tăng cường, được làm thường xuyên. Càng gắn bó với mảnh đất này, niềm tin và sự yêu mến của người dân với những chiến sĩ công an xã lại càng nhiều hơn. Có được sự yêu quý đó, các anh lại càng vững vàng hơn để sát cánh cùng nhân dân bảo đảm an ninh trật tự và cùng phát triển kinh tế địa phương. Tôi cảm thấy rất là vui vì mình đã góp một phần nhỏ về công tác đảm bảo an ninh trên xã nhà. Cảm thấy vui khi bà con nhân dân quý lực lượng công an xã chính quy, cảm thấy vui khi tất cả mọi người dân đều đồng lòng với lực lượng công an xã chính quy để làm tốt các cái mặt nhiệm vụ trên địa bàn xã nhà. Bước chân người chiến sĩ vẫn thầm lặng bước qua những ngày hè nắng lửa của miền Tây xứ Nghệ, những đêm mưa lấm lem bùn lầy. Những bước chân vẫn miệt mài trên những con đường quanh co vào từng thôn bản, mang theo trái tim nhiệt huyết đến với đồng bào vùng cao. Chia tay các anh, chúng tôi mang theo niềm tin sâu sắc về những con người với tình yêu nghề và trái tim ấm nóng đã luôn hết mình vì nhiệm vụ, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân bên dòng Nậm Chon. Vì một lẽ đơn giản là yêu, là thương mến con người và mặt đất nơi các anh đến.